Cảnh sát Malaysia hôm 22 tháng 2 nêu danh một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên cùng với một quan chức hàng không nhà nước mà họ đang truy tìm để thẩm vấn trong cuộc điều tra vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Cảnh sát trưởng của Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết, nhà ngoại giao đang bị truy nã để thẩm vấn là ông Hyun Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn ông Kim Uk Il, 37 tuổi, nhân viên của hãng hàng không nhà nước Bắc Triều Tiên Air Korea. Ông Khalid cho biết cả hai đều ở Malaysia, nhưng không thể xác nhận họ có đang ở trong đại sứ quán hay không. Ông cho biết nếu đại sứ quán Bắc Triều Tiên không hỗ trợ, cảnh sát Malaysia sẽ buộc các đương sự trình diện. Các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng vụ giết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một vụ ám sát được thực hiện bởi các điệp viên Bắc Triều Tiên. Cùng ngày 22 tháng 2, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar nói các nghi phạm đã được diễn tập tại hai khu mua sắm ở trung tâm Kuala Lumpur trước vụ tấn công và biết là chất mà họ có là chất độc. Malaysia đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi ông Kim để xác định nguyên nhân cái chết.